Kích cung văn chương nhá. Nhiều thầy phong thủy luôn, em nói thật sự luôn. Kích cung văn chương bằng cây bút văn chương. Kích cung văn chương bằng bút văn chương vào cầu thang đúng không? Xong bắt đầu tham áp dụng thêm cái trường phái là tam hợp phái, là dùng tháp văn chương để kích lên theo tuổi. Đấy. Nên là giống như anh đang dùng thuốc tây rồi, xong anh dùng thuốc bắc, xong anh kết hợp luôn thuốc nam luôn, là đông tây, xong bắt đầu cảm thấy chưa đạt á, xong rồi cúng bái. Đang trong quá trình xây dựng đúng không? Anh sửa nhà tháng mấy? Tháng 3, mong 7 tháng 3 hả? Tháng 3 âm này mà rồi gì? Tháng 3 ấm, dạ. À tháng 2 ấm. Tháng 2 âm đúng không? À. Thì bây giờ anh đang chuyển bếp lên tạm thời, anh đang đặt vào nam này. Và tháng tới là tháng tí á, rất là bất lợi cho mình. Về danh tiếng như tiền bạc nhá. Thì bây giờ này anh kéo cái tủ kia ra. Đẩy sát này xuống đây. Nhá. Đóng cái cửa tây nam lại. Xong chuyển cái bếp về đây đi. Nấu tạm thời trong quá trình sửa nhà. Đấy, thì trong cái quá trình sửa nhà mà anh đang ở đây này. Mà động khí ở cái phương vị đông nam như này này. Nhà anh có con gái không? Có. Có đứa con gái đúng không? Có đứa con gái. Sinh năm bao nhiêu á? 2014. Đấy thì bây giờ anh đặt nước, xây bể nước ở đây, kích hoạt cái điểm kim long ngoài này lên nhá. Anh kích từ đông sang đông nam luôn. Đông sang đông nam. Đúng rồi, kích từ đông sang đông nam luôn. Đây ra đây em chỉ cho này. Thì trong cái quá trình xây dựng á, là cái trường khí nó bị thay đổi. Thì mình nên đặt nước luôn trong quá trình xây dựng. Đó. Thì anh đặt từ tối này, anh xây cái bể ra. Xây sát từ nó luôn. Xây ra 50, cao lên 50. Sâu xuống tới cái đống gạch kia kìa. Đống gạch. Đó là từ đông sang đông nam này này. Nhá. Xong xây lên. Thì lúc đó mình xây cái tường này cao lên một tí nhá. Cao lên một tí, cao lên tới cái ngã ba, cái ba đó là xây là che cái nhà vệ sinh nhà kia luôn. Thứ nhất, cái thứ hai khi mình đặt nước đây xây cao lên để khỏi hỏng cái nhà này. Tây bắc của nhà này. Thì nguyên tắc làm phong thủy thì không được hại nhà bên cạnh. Nhà bên cạnh mà mình làm hỏng nhà người ta là mình bị ứng á. Tuyệt đối là không được đặt cho người ta. Sơ xây hang xong họ nói. Họ không hiểu là họ. Họ không hiểu thì mình bắn tô lên. Kẻ chọ của họ. Còn hơn là họ bị nặng. Nói thẳng với ông ấy. Nhà kia cũng đã rồi. Rồi đó. Xin sao sắp trúng đúng không? Trừa cao nhà không? Kia thì nó khuyết tây bắc nhiều, khuyết tây bắc cả khuyết tây nam nữa. Rất là bất lợi đấy nhá. Thì bây giờ là trong quá trình xây dựng thì mình kích hoạt ngay đi, xử lý xong cái vấn đề này. Sau này nhớ nhé, những cái vấn đề mà đông đông nam mà có cái này là nguy hiểm lắm, ảnh hưởng đến tay chân, tai nạn đó, nguy hiểm lắm. Là sau cái vấn đề này thì sau chiều về là lo làm liền nhá. Đấy, cái chung nước mà kích hoạt liền này. Lưu ý thì hướng nam nhà mình thì có nước thì anh biết rồi. Thời vận này rất là bất lợi cho mình, thì buộc lên phương án thì bây giờ mình chỉ có cái là che chắn thôi, bắn tôn lên che chắn lại, xây tường bao gì đó cho đẹp đi, chấp nhận thì chờ thời cơ bên kia nó trồng chuối kín hết là ok. Thì họ may thì nó đang trồng chuối này, thì nếu được thì anh sẵn nên mua thêm mấy cây trồng thêm vào cho nó. Mỗi họ trồng phải mọi mà. Trồng cho nó dày lên, dày lên chắn được là xong. Trồng chuối cũng được. Trồng chuối nó chắn bớt lại là được, có gì đâu. Tại vì bên nước lấp sấp nó không nhiều nước lắm. Trồng chuối đỡ xây tường. Dạ. Sau khi mà sửa nhà xong nhá, đây nhá, đặt đây này, là một cái bể cái tây nam đây này. Thì lúc đó mình mở cửa này ra được nhá. Còn không bây giờ đóng nó lại đi đã. Rồi lưu ý này, cái tháng tới mà anh đang ở đây này, bản chất nhá, bản chất khi mình sửa xong nhá, đây là nó đã tụ khí hết rồi này. Đó, nó tụ khí rồi mà cái giếng nước này giờ nó rơi vào đúng càn này, nó rất là bất lợi nhá, mà nó ở phía sau nữa. Thì bây giờ là mình đậy nắp lại, chiều nay là đậy liền lại. Đấy, tại vì tháng tới là nó bị lỗi ở nam này, mà cộng thêm tây bắc lỗi nữa là nó sẽ ứng vào người mình ngay. Còn khi mà mình lập mái ra nhà vệ sinh này. Khi mà mình lập mái ra nhà vệ sinh nhá. Mà bây giờ mà anh lập theo cái này nó sẽ thành cái thế là trước cao sau thấp nhá. Tại vì nhà anh giật mái nhật lên. Anh giật mái nhật lên. Anh lập ngang đây và thành ra tới đây nó rất là dài này. Trước cao sau thấp. Buộc là anh phải lập mái từ trên đó lập ra tới đây luôn. Còn cái kia trên kia là mái nhật là được. Thì lập phía cuối đỉnh thì là thấp hơn khoảng đôi dốc được, là đôi dốc khoảng 3. Anh dốc thêm không phải 30 phân đâu, dốc cỡ 5 phân thôi. 5 phân thôi. Dạ 50 phân thôi, dốc vừa thôi. Không phải nhất thiết phải dốc 30 phân đâu. Anh có đủ độ nghiêng là nước nó trôi rồi mà. Nó đây đâu có cây cối gì đâu, đâu có rác gì động đâu mà. Với lại mình máy tôn xuôi chứ mình đâu có làm máng đâu mà sợ nhá. Phần này là mình che kín được. Đúng rồi, phần này mình che kín là mình cỡ 50 phân thôi, để cho cái độ xuôi nó vừa thôi. Chứ xuôi dốc quá như này là thứ nhất là nó xấu, thứ hai là nó vẫn thấp về sau nhá. Xong rồi lúc đó là mở lại cửa. Thì lưu ý đây như vậy này. Lập lại thì đây mở cửa cho nó vừa lại thôi. Xong xử lý nước ở phía sau này, phía sau này làm xây tường bao cao lên để cho nó giữ khí phía sau nhà này. Xong rồi dọn dẹp sạch sẽ nhá, tuyệt đối là không có đá vỡ vụn như này. Và cái tủ lạnh mình đặt ở phía bắc hay là phía vườn này? Tủ lạnh nhá. À có tủ giáp. Cái gì? Máy giáp. À máy giáp nhá. Máy giáp thành cái này vào đấy, ảnh hưởng gì đâu nhá. Có đặt vào tì được. Dạ được. Máy giáp nó thoát nước đi mà, ảnh hưởng gì đâu mà. Không phải máy móc quá đâu nhá. Đây bếp thì đặt vào trong này này.
bếp anh đặt vào nhâm này này. Còn nhâm đây đó. Đúng rồi. Thì lúc đó là cái phòng này anh ấy nhá. Cái phòng này giờ nó nhỏ lắm, anh Thơm qua đúng không? Nhu cầu em bé phòng ngủ. À, ba phòng đó. Ba phòng thì cắt này ra nhá. Ba phòng là được. Đấy, cái này là bật ngay, bật cả ngày cả đêm hay. Đúng rồi, riêng kích hoạt đèn vàng là phải bật 24/24. Ừ. Thì nó mới có công dụng cao. Ừ. Chứ còn kích hoạt đèn vàng mà mình cứ bật mỗi lúc học thì nó đâu được bao nhiêu đâu. Ừ. Nhá. Việc đầu nó lại là khi sửa là cắt luôn cái này ra luôn. Cho hai phòng nó thông ra. Một phòng tầm phải ít nhất thì phải tầm dưới 15m2 là đạt tiêu chuẩn. Ừ. Còn phòng này hơi nhỏ. Với lại nhu cầu của anh không cần nhiều phòng. Rồi là đều đảo đâu được trước và cà phê được là cái nền này. Cái nền nên là phải đục lên lót lại này, cả cái tường ấy phải làm tranh chẻ đây, cái xa này. À, cái này liên quan gì đâu mà phải che cái này. Ý là nếu mà mình cắt phòng này đó thì nó lòi ra này. Mình cắt phòng thì dâm nó sâu này. Trong này á? Ý là nếu phòng này mình cắt đi là cái dâm nó lòi ra. À đúng rồi, tự nhiên anh cắt cái này đi làm gì? Có giải quyết vấn đề gì đâu. Có thể bị nền. Nhu cầu của anh đây là phòng thờ một cái này. Đây là phòng khách ổn chưa? Đấy, xuống đây một cái phòng này vượng khí này. Xong dưới kia là bếp một phòng, với đây là ba phòng rồi. Ừ. Một phòng thờ, một phòng khách. Nhà anh có mấy người chứ mấy, ba người, mẹ một phòng này, hai vợ chồng một phòng, với đứa con một phòng chứ mấy, ba phòng. Đấy là xong. Cắt cái phòng này ra cho nó thoáng. Thế thôi. Bản thờ thì cứ để cùng với hướng nhà như này là đẹp rồi nè. Không cần phải quay qua đây đâu. Ra đây nó không được đẳng, chưa đạt chuẩn, nó chưa đẹp lắm. Cái nếu mà phòng ở trong cái cửa này là ở phía đông, phía tây nam nè. Tây nam là thổ. Mà cái bên tòa phải tòa đầu dương của đông bắc hả? Cái đấy là một cái trường phái bên Bắc Trạch. Xách cửa để phi tinh ra theo mệnh tuổi. Nên là Bát Trạch thì nó cũng có kiến thức chuẩn, nhưng mình phải biết áp dụng đấy để cho nó tương sinh về đầu dương. Đúng rồi, nhưng mà bản chất thì mình cứ nên ngủ ở phương vượng. Phương vượng khí là các phương như là tây, tây bắc, đông bắc và nam, đấy là tốt nhất, rồi hiệu quả nó cao hơn. Còn nếu mà tính theo cái phương pháp đấy á, là có nhiều trường hợp không kê được giường. Không có chỗ kê giường. Theo bà Trạch là khó. Đúng rồi, theo bác Trạch là khó kê giường lắm. Được cái này làm mặt cái khác, kiểu như cũng bị. Nên là lưu ý vấn đề đó thôi. Vậy thôi, rồi kích hoạt đèn vàng ở phương vị nam cho nó vượng khí lên. Và lưu ý là áp dụng một trường phái nhá. Áp dụng một trường phái thôi. Khi mà mình làm phong thủy á, áp dụng nhiều trường phái bây giờ á. Hiện tại là em đi làm để em gặp rất là nhiều thầy phong thủy là ai cũng đam mê học. Xong học nhiều trường phái, mỗi trường phái có một cái hay. Xong cóp nhặt lại xong rồi áp dụng rất là nhiều trường phái, xong áp dụng cả bật phẩm vào là nó bị loạn khí. Nên là hầu như em đi để các thầy phong thủy mà áp dụng nhiều trường phái á, thứ nhất là nó loạn khí, thứ hai hiệu quả nó không cao. Đèn vàng bên kỹ thuật bên ngoài ở ngoài đây, hai bên cửa đây gọi dậy chơi, hai bên cánh cửa này hát lên hát xuống thôi nhá. Đó, mày về chữa hát lên hát xuống thôi. Toàn bộ đây là nam thì anh không cần cho nó hát lên hát xuống, nhưng mà các cái phương vị mà nó tràn khí á, nó tràn sang phương vị khác là phải hát lên hát xuống. Nên là trong làm phong thủy là mình đừng có tham. Cái đèn ấy sờ vào tay nam thôi. Dạ, thì bật ở giữa thôi. Giữa thôi. Nhiều người người ta tham giống như mình các vua chúa ngày xưa á. Muốn mình có sức khỏe xong bắt đầu là ăn quá nhiều đồ bổ á. Nên là đâu có thọ cao đâu. Nên là làm nhà cũng vậy. Làm nhà là mình chỉ làm một trường phái duy nhất thôi. Đừng có tham lam là cái trường phái nào thấy cái gì hay, cái tài lộc, cái quan lộc. Rồi dùng đủ các trường phái, được dùng các cái vật phẩm bản chất nhá. Vua nhà á, anh cứ để ý này. Vua nhà mà quan chức này, lãnh đạo này, hoặc là những người mà có về đi làm á, thì người ta hay nghiên cứu về phong thủy là người ta hay tham lam, là người ta bố trí cái phòng ốc nhá, các lãnh đạo là nó rất là nhiều vật phẩm, xong vô là nhìn nó ngợp. Nó giống như mình đi chùa á, đi vô chùa mà nó rất là nhiều tượng Phật á, nó làm con người mình rất là bất an đấy. Thông thường mình thờ tại gia thì thờ 1, 2 hoặc 3 tượng thôi đấy, không nên thờ nhiều. Thì vật phẩm nó cũng vậy, nhiều quá là nó loạn, nhìn rất là ngợp. Bàn thờ ở chùa bàn thờ ở chùa vỗ chùa đã thuộc bàn thờ thập này. Dạ, ít khi còn bàn thờ cao đấy. Nên là lưu ý trong cái vấn đề về vật phẩm là như vậy, chứ không phải là vô nhá. Nhiều nhà em đi làm á, áp dụng cái phương pháp là hình thế lý khí xong nhá, xong bắt đầu mua vật phẩm là treo vật phẩm, xong rồi bắt đầu là kích cung văn chương nhá. Nhiều thầy phong thủy luôn, em nói thật sự luôn. Kích cung văn chương bằng cái bút văn chương, kích cung văn chương bằng bút văn chương và cầu thang, đúng không? Xong bắt đầu tham áp dụng thêm cái trường phái là tam hợp phái, là dùng tháp văn chương để kích lên theo tuổi đấy. Nên là giống như anh đang dùng thuốc tây rồi, xong anh dùng thuốc bắc, xong anh kết hợp luôn thuốc nam luôn là đông tây, xong bắt đầu cảm thấy chưa đạt á, xong là cúng bái, đó là đông tây kết hợp cúng bái luôn đấy. Xong sẽ qua bắt đầu kích cung văn chương. Nguyên tắc á là mình tập trung
ngồi phương tượng mà mình tập trung học, và học là phải đi đôi với hành, nguyên tắc là học là phải đi đôi với hành, chứ không có cái chuyện mà kích cái cung văn xương ở đó mà mình tự nhiên mình nạp được kiến thức vào đầu đâu. Nhá, bản chất là mình phải ngồi cái vị trí vượng khí, đầu óc mình thoải mái và mình tập trung học, học xong đến đâu ghi chép và thực hành đến đấy thì nó mới có hiệu quả. Chứ còn các thầy mà học xong bắt đầu là kích cung văn xương bằng cầu thạch anh, xong kích cung văn xương bằng tháp văn xương nhá, xong bắt đầu là đi kích đại lộc và bằng thủy pháp, xong bắt đầu là dùng cốc rồi tùy hương chiêu tài, xong rồi bắt tụ bão đấy, rồi có thầy là dùng thêm một cái gì nữa, một thầy mà dùng tới 4-5 cái trường phái như vậy, loạn khí như vậy là rất là tham lam. Mà nguyên tắc rồi, tham thì thân, chẳng có ai cho cái chuyện mà kích mà làm tham lam như vậy cả đấy. Phong thủy người ta, bài bản á là một dùng một trường phái khoa học thôi, chứ không có cái chuyện mà ấy được. Anh giống như con người mình thôi, con người mình nó giống như một cái ngôi nhà vậy á, mình bị đau cái gì mình chữa đấy, chữa một trường phái thôi. Ví dụ mình chữa thuốc tây không hiệu quả đúng không, là mình bỏ thuốc tây luôn, chuyển sang thuốc bắc, thuốc nam đấy, hoặc là trong trường hợp mà nặng quá là chuyển sang thiền định, ăn chay trường luôn đấy, chứ không phải là có cái chuyện là đông tây y kết hợp cũng bái được.